Xin chào, chúng ta tiếp tục cái phần thứ nhất tôi đang nói dở. Thế thì ở đây thì tôi muốn nói đến phần thứ ba trong cái video bài học đầu tiên là chúng ta làm quen, trao đổi với nhau. Đầu tiên là nội dung của khóa học, giảng viên là ai và học được cái gì, những ai nên học khóa này, đúng không? Thì đây là một cái khóa học được thiết kế dành riêng cho cái ngành nghề kinh doanh là làm đẹp nói chung. Trong đó có spa, có viện thẩm mỹ, có các bệnh viện thẩm mỹ, có các salon tóc và đặc biệt là những người mà kinh doanh các sản phẩm làm đẹp, bao gồm là mỹ phẩm, rồi thì các loại thực phẩm chức năng tốt cho sức khỏe hoặc là bất kỳ một cái phương pháp điều trị nào để giúp cơ thể trẻ hơn, đẹp hơn, được chưa ạ? Và trong đó thì có bốn nhóm chính là nhóm chủ spa, thẩm mỹ viện, cơ sở kinh doanh mỹ phẩm và salon tóc. Đấy là bốn cái nhóm chính mà tôi hướng tới. Thế thì nếu mà các anh chị là chủ của spa, là nhà đầu tư của các cái bệnh viện hay là các cái cơ sở thẩm mỹ viện, các cái cơ sở làm đẹp, hoặc là những cái đơn vị kinh doanh các cái sản phẩm làm đẹp như là mỹ phẩm của Việt Nam, mỹ phẩm của Hàn Quốc, mỹ phẩm của Nhật Bản, của châu Âu, thậm chí là các cái mỹ phẩm của Trung Quốc, đúng không? Các cái đơn vị làm salon hoặc là những cái dịch vụ làm đẹp tương tự. Nếu mà các anh chị có ý định phát triển chuỗi bán lẻ trong ngành làm đẹp, chẳng hạn như là phát triển chuỗi spa có thể là 20, 30 cơ sở trên toàn quốc hoặc nhiều hơn nữa, đúng không ạ? Hay là phát triển chuỗi cửa hàng mỹ phẩm thương hiệu Phan Anh hay thương hiệu ABC, XYZ của các anh chị gây dựng, đúng không? Hay là các anh chị nhận làm nhà phân phối độc quyền của một cái hãng nào đấy của Nhật, của Hàn, của Mỹ hay là của châu Âu, các anh chị muốn phân phối trên toàn quốc, các anh chị muốn phát triển các cái cơ sở kinh doanh, hoặc là các anh chị tự sản xuất một cái thương hiệu nào đó trong nước hoặc là gia công ở đâu đó các anh chị muốn phát triển, đúng không? Các anh chị muốn mở các cái cơ sở spa, rồi thì thẩm mỹ viện, muốn startup trong lĩnh vực này mà không biết phải làm thế nào, mình đang là nhân viên, mình đang là thợ, mình muốn mở spa, đúng không? Mở thẩm mỹ viện, kinh doanh mỹ phẩm, hoặc là những người mà muốn bán hàng để kiếm tiền thì bán như thế nào, muốn trở thành các cái boss mỹ phẩm, vươn lên để kiếm nhiều tiền hơn, để cuộc sống của bản thân được tốt hơn, giúp đỡ được gia đình nhiều hơn, đúng không? Có một cái cuộc sống tốt đẹp, có một cái thu nhập tốt, thì đấy cũng là những cái định hướng mà tôi hướng tới. Hoặc là các cái boss mỹ phẩm, những cái người kinh doanh mỹ phẩm, hoặc là những cái dịch vụ làm đẹp, hoặc là những cái sản phẩm làm đẹp nói chung, hoặc là các cái vị trí quản lý, nhân viên, hoặc là vị trí giám đốc, tiếng Anh gọi là C-level, C tức là bắt đầu là chữ như là CEO hay CFO hay CMO, đúng không? C-level, các cấp bậc giám đốc này, trưởng phòng này, chuyên viên này, hay là quản lý cấp trung này, trong lĩnh vực kinh doanh này, hoặc là truyền thông này, hoặc là marketing này, hoặc là thương hiệu này, hoặc là phát triển chuỗi này, liên quan đến bốn cái ngành hàng là spa, thẩm mỹ viện, kinh doanh mỹ phẩm hoặc là salon, thì là các anh chị nên tham dự cái chương trình này một bằng phương pháp online qua video hoặc là bằng phương pháp offline học trực tiếp với giảng viên tại Hà Nội hoặc là những cái cơ sở mà tôi sẽ bay vào Sài Gòn hoặc là ở một Đà Nẵng hay ở một cái tỉnh nào đấy tôi sẽ vào tôi sẽ đào tạo với các anh chị trong tương lai gần. Đấy thì cái nội dung sẽ rất là tốt để chúng ta xem cái video này đi, chúng ta sẽ đánh giá về thời lượng, về bố cục, về tất cả mọi thứ. Thì tôi tin rằng là với cái cách mà tôi làm như này thì cái thời lượng mà tôi trình bày với các anh chị qua video nó cũng phải lên tới một cái con số tôi đang dự kiến là khoảng 20 giờ liên tục, 20 giờ liên tục là con số rất là lớn, thậm chí là có thể lên tới 30 giờ. Bởi vì tôi biết tôi làm cái slide này rất là kỹ, hiện nay đang có 260 trang mà tôi vẫn còn chưa hoàn thiện, và tôi nghĩ là cái số lượng trang nó lên đến khoảng 300 trang theo dự kiến của tôi. Thì như vậy là tôi vừa nói, tôi vừa trình bày, tôi vừa thao tác với anh chị, tôi vừa giải thích, tôi rút toàn bộ cái ruột gan, cái kinh nghiệm, cái hiểu biết của tôi về ngành nghề, về marketing, về kinh doanh, về xây dựng thương hiệu, về bán hàng, rồi phát triển bản thân, rồi thì xây dựng thương hiệu cá nhân, rồi thì xây dựng thương hiệu doanh nghiệp, viral marketing hay là video vân vân. Tôi sẽ
và chia sẻ tận cùng đến ruột gan của tôi để giúp các anh chị làm được, giúp các anh chị tăng trưởng doanh số, giúp các anh chị tăng được doanh thu và lợi nhuận, giảm được chi phí và tìm kiếm được khách hàng một cách bền vững, phát triển được chuỗi của mình bền vững. Bởi vì tôi cũng đã chứng kiến rất nhiều những cái chuỗi có 10, 20 cửa hàng sụp đổ. Rồi thì rất nhiều những hệ thống mỹ phẩm có hàng trăm đến hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn các boss, các cộng tác viên cũng sụp đổ. Và lý do sụp đổ là gì? Thì tôi cũng sẽ chia sẻ với các anh chị trong những cái bài học tiếp theo. Tài liệu để hỗ trợ các anh chị học tập thì sẽ bao gồm là slide bài giảng chi tiết để tôi sẽ tặng cho các anh chị. Và các anh chị sẽ thấy là một cái bài giảng 300 trang hoặc là cái con số nó có thể du di 208 hay 300, con số đấy là tương lai. Thế còn con số hiện nay các anh chị đang xem thì lên tới là 260 rồi. Tôi sẽ làm thêm nhá. Vâng, ta cứ du di con số như vậy, rất là công phu. Rồi thì có các cái video bài học cũng được dàn dựng công phu. Tôi làm trên cái màn hình 60 inch như thế này. Và trước mặt tôi là máy quay, là đèn sáng. Tôi quay như này, các anh chị xem, các anh chị thao tác, các anh chị nghe và nhìn trên điện thoại hoặc là nhìn trên máy tính là đều rất là ok. Máy quay của tôi là máy quay chuyên nghiệp, loại máy quay to dành cho dân làm phim ấy, chứ không phải là quay bằng iPhone hay là bằng những cái máy ảnh nhỏ nhỏ đâu. Máy quay chuyên nghiệp của Sony luôn. Đó. Rồi thì có thể là có những cái cuốn sách về marketing. Ví dụ như là tôi là cái tác giả mà viết cuốn sách marketing online 4.0, một cái cuốn sách cũng rất là công phu, các anh chị có thể xem. Hoặc là một cái cuốn sách quảng cáo bán hàng và kiếm tiền trên Facebook phiên bản 2021. Thì trong năm 2021 thì tôi sẽ xuất bản thêm những cuốn sách nữa. Và tôi tự tin, hoàn toàn tự tin vào kinh nghiệm, vào khả năng, vào trình độ, vào trải nghiệm, cũng như là những cái gì tôi đã làm tốt, những gì tôi đã làm hỏng cho khách hàng, cho học viên của tôi. Và tôi sẽ giúp các anh chị một cách chân thành nhất, một cách sâu sắc nhất, một cách rõ ràng nhất, một cách dễ hiểu nhất để các anh chị có thể thành công được. Tôi sẽ đồng hành cùng các anh chị học viên thông qua nhóm Zalo, thông qua nhóm Facebook để có thể là sẽ hỗ trợ các anh chị hoặc là thực hiện các cái chiến dịch thông qua là gì? Coaching, thông qua training, thông qua thực hiện triển khai chiến dịch luôn. Coi như tôi là giám đốc marketing, giám đốc bán hàng, giám đốc kinh doanh gì đó trong cái spa, trong cái thẩm mỹ hay là trong cái chuỗi của anh chị. Nếu như các anh chị thấy rằng ông này nói hay đấy, ông này nói tốt đấy, ông này có trình độ thật đấy, ông này tâm huyết đấy, mình có thể đặt câu chuyện với ông ấy thì sao, đúng không? Trước hết thì tôi mới nói các anh chị là tôi là giảng viên đại học, tôi là chuyên gia marketing online từ năm 2008 đến bây giờ. Và cái thông số này rất là thật, và cái quá trình học hỏi của tôi là liên tục, không ngừng nghỉ, đúng không ạ? Tôi cũng được đi học ở nước ngoài, tôi cũng sang Mỹ, tôi cũng sang châu Âu, tôi cũng tìm hiểu và nghiên cứu, mua rất nhiều các cái tài liệu trên Amazon, rồi thì mua các bản báo cáo để tôi đọc. Thì cái đấy là cái mà tôi có thể rất là tự tin để tôi trao đổi với các anh chị các bạn. Một nội dung nữa là tôi cũng sẽ các cái dịch vụ hoặc là những cái cam kết để hỗ trợ cùng với các anh chị học viên offline hay là học viên online trong và sau khóa học, đó là gì? Tôi sẽ đồng hành cùng với các anh chị trả lời các cái câu hỏi các anh chị học không hiểu, không biết làm, không biết thao tác, thì tôi sẽ hướng dẫn, tôi sẽ chia sẻ. Tất nhiên là thời gian của tôi cũng rất là eo hẹp, thì chúng ta cũng sẽ phải có một cái thời gian một tuần dành cho nhau, một buổi, hai buổi như nào đấy, để chúng ta sẽ vào hội nhóm và chúng ta thỏa thuận nhá. Không sao các bạn lại bù loa nên các bạn là ôi, lúc thầy quảng cáo thì thầy bảo là thầy sẽ đồng hành, thầy sẽ tư vấn, nhưng mà cả tháng chả thấy thầy đâu, đúng không? Thì chúng ta phải thống nhất, ai cũng bận cả, thì nó sẽ có một cái buổi cố định nào đó chúng ta phải thống nhất với nhau. Còn bây giờ cái thời điểm này tôi đang quay cái video này thì các bạn còn chưa học, tôi còn chưa biết các bạn là ai, các bạn bận giờ nào, tôi bận giờ nào, đúng không? Thì ta cứ thống nhất với nhau và chân thành với nhau, nói với nhau, chứ không bảo lại chưa gì đã quay ra bóc phốt, chưa gì đã quay ra bù loa lên. Bởi vì tôi nói các anh chị nghe là cái tiền mà các anh chị mà bỏ ra học ấy, các anh chị mua cái tài liệu của tôi còn rẻ. Hay là các anh chị xem cái video này, tôi dành ra rất nhiều thời gian tâm huyết tôi làm cho các anh chị. Mà các anh chị kiếm được tiền, các anh chị kiếm được tiền triệu, tiền trăm triệu, tiền tỷ, chứ không phải các anh chị kiếm ít. Bởi vì tôi biết cái ngành này biên độ lợi nhuận của nó rất là cao. Đấy. Và có những cái đơn vị mà tôi đang làm cho họ, hay là tôi đã từng tư vấn cho họ, tôi đã từng chạy quảng cáo cho họ, tôi biết là doanh thu có thể lên tới 1 tỷ, 2 tỷ một ngày. Doanh thu tháng có thể lên tới 2, 3 chục, 4, 5 chục tỷ là chuyện có thật. Tất nhiên là có những cái đơn vị thì nó chỉ vài trăm thôi, có những đơn vị là vài tỷ thôi.
Nhưng mà chúng ta thấy là doanh thu có thể rất là tốt, bởi vì chúng ta có thể scale up, tức là chúng ta có thể mở rộng thị trường bằng cách là gì, phát triển chuỗi, bằng cách là phát triển hệ thống cộng tác viên, hệ thống các boss mỹ phẩm, các đại lý online, đúng không, bằng cách là làm dịch vụ trên toàn quốc, vân vân đấy nhá. Tôi có thể tư vấn triển khai các cái giải pháp cho các anh chị thực hiện các cái chiến dịch marketing có liên quan đến hình ảnh, đến video, đến chương trình khuyến mại, đến chạy quảng cáo, đến marketing, đến làm truyền thông, làm thương hiệu, thậm chí xử lý khủng hoảng truyền thông cho các anh chị. Đấy, tôi cũng có khóa học xử lý khủng hoảng truyền thông và tôi cũng đã đi đào tạo cho các rất nhiều các tập đoàn về xử lý khủng hoảng truyền thông rồi, và những cái lời khuyên của tôi đưa ra rất là tốt, vân vân. Và tôi có thể là đồng hành, hỗ trợ, cam kết bằng văn bản luôn, và có thể tăng trưởng doanh số cho các anh chị một cách bền vững, một cách dài hạn, là nếu các anh chị mà tin tưởng vào những lời tư vấn của tôi. Thế còn nếu không thì ta bỏ ra một cái số tiền, ta đi học một vài triệu, một vài trăm nghìn là chúng ta thấy ok rồi, thì chúng ta thôi. Có người cần tư vấn, có người không cần, có người tự làm được, có người không làm được, có người tư vấn rồi vẫn không làm được, thì cái chuyện đấy là cũng không 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 thể nào mà chúng ta biết được, đúng không? Và những cái cam kết của giảng viên cũng như là của nội dung khóa học online cũng như là khóa học offline, đó là học viên thì sẽ nắm bắt được tư duy, kiến thức và kỹ năng, đúng không? Học viên sẽ được thực hành các cái kỹ năng bán hàng tốt nhất, và các cái tư duy marketing cũng như là các cái quy trình, rồi thì các cái giải pháp. Thực sự là trong này có rất nhiều quy trình, có rất nhiều những cái ví dụ thực tiễn rất là hay. Tôi cũng chia sẻ với các anh chị và các bạn. Các anh chị phải được thực hành các cái kỹ năng công cụ quảng cáo trực tuyến mới nhất hiện nay. Thí dụ như là cả quảng cáo TikTok chẳng hạn, rất là mới, đúng không? Hay là quảng cáo Zalo. Đấy, đến những cái công cụ mà chúng ta có thể làm. Chúng ta đã nghe quảng cáo Facebook, quảng cáo Google rồi, thì nó khá là phổ biến rồi, nhưng mà TikTok chẳng hạn, hay là Affiliate chẳng hạn, hay là YouTube chẳng hạn, thì nó cũng mới hơn một chút, đúng không? Và giúp các anh chị có thể thúc đẩy tăng trưởng doanh số bền vững, tăng lợi nhuận và giảm chi phí, đặc biệt là giảm chi phí từ các hoạt động quảng cáo trực tuyến và marketing, đúng không? Xây dựng thương hiệu cho chủ doanh nghiệp, chủ spa, chủ thẩm mỹ viện, hoặc là mỹ phẩm, các cái boss mỹ phẩm, rồi các cái nhà đầu tư, những cái nhà phát triển sản phẩm, kết hợp với xây dựng thương hiệu cá nhân, thương hiệu doanh nghiệp. Đấy. Ok, thì tôi cũng xin phép được kết thúc cái phần nội dung đầu tiên, đó là những cái video tôi đang nói về cái việc là giới thiệu và làm quen với các anh chị và các bạn, để chúng ta có thể biết được là cái khóa học này, khóa học gì, tôi là ai, cam kết của khóa học là gì. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các anh chị và các bạn đã nghe cái video này. Nếu như các anh chị đang nghe video này, tức là các anh chị đã mua bộ video khóa học của tôi, hoặc là đã xem trên kênh YouTube nếu có, hoặc là các anh chị đã bằng cách nào đó được sở hữu nó, thì các anh chị hãy học, hãy áp dụng và hãy liên hệ với giảng viên chuyên gia là tôi để được tư vấn và trợ giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin chúc các anh chị và các bạn những điều tốt đẹp nhất, kinh doanh thật là tốt. Mặc dù chúng ta đang ở trong cái bối cảnh Covid cũng rất là khó khăn, nhưng triển vọng dài hạn của chúng ta rất là tốt, đúng không ạ? Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều. Xin chào.